hoặc trị liệu trong giảm cân, massage để giảm béo hay là bôi kem để giảm béo. Rất là nhiều các phương pháp mà chúng ta đang còn nhìn thấy tại thời điểm hiện tại trên Facebook, trên YouTube hay là trên Google, đúng không ạ? Thế thì thực hư của những cái phương pháp đấy nó như thế nào, và liệu nó có thể giúp cho các bạn có thể là giảm béo được hay không? Ok, ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn. À quên, trước khi mà chúng ta đi vào trong nội dung ngày hôm nay, chắc là chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút. Mình xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Ngọc, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Và ngày hôm nay thì chúng ta, nếu như các bạn có bất kể các câu hỏi nào, các bạn có thể là comment cái câu hỏi của các bạn ở dưới này. Nếu như có vấn đề gì thắc mắc liên quan đến những cái vấn đề trong thẩm mỹ, các bạn cũng có thể là đặt câu hỏi. Sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ quay cái video để mà trả lời từng câu hỏi của các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta quay một cái video này thì có rất là nhiều người có thể là xem được những cái nội dung của video này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nội dung ngày hôm nay. Chúng ta thấy là rất là nhiều các cơ sở spa chúng ta đắp một cái khăn lên, đúng không ạ? Sau chúng ta cho cồn lên và bắt đầu bùng, toàn bộ lửa bốc cháy lên, và chúng ta gọi nó là phương pháp hỏa trị liệu trong giảm cân. Thế thì liệu nó có giúp cho chúng ta có thể là giảm cân được không ạ? Hay là chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bên massage, đúng không ạ? Massage rất là nhiều trên cái bụng này chúng ta, để mà sau đó giúp cho chúng ta có thể là giảm cân. Hay là chúng ta bôi những cái kem mà chúng ta cảm thấy rất là nóng ở vùng bụng chúng ta. Và liệu nó có thực sự nó có thể giảm được cân hay không? Xin thưa là nó giảm được cân nhưng không giảm được mỡ. Đấy là một cái từ rất là quan trọng. Giảm được cân nhưng không giảm được mỡ. Và cái mục tiêu của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta đang giảm mỡ, các bạn nên nhớ cái điều đấy. Giảm mỡ là cái từ khóa của chúng ta chứ không phải là giảm cân. Bởi vì giảm cân ở đây nó có thể là mất nước, nó làm giảm cân. Nó toát mồ hôi, nó toát dầu ra, nó giảm cân. Và sau khi mà chúng ta làm cái phương pháp đấy, đúng không ạ? Chúng ta hỏa trị liệu, chúng ta massage như thế, và khi mà bắt đầu chúng ta đứng lên cân và chúng ta thấy là giảm được cân của chúng ta. Và rất là nhiều các cơ sở sau khi mà chúng ta đầu tiên khi mà chúng ta mới vào, đúng không ạ? Chúng ta uống một cốc nước, chúng ta được uống một cốc nước hoa quả hoặc là nước gì đấy. Sau đó chúng ta đứng lên cân, chúng ta cân. Và sau khi cân xong, lên bắt đầu là massage, đúng không ạ? Massage xong thì vừa đi tiểu thì lại đi tiểu. Sau đó thì bắt đầu lại vào phòng xông hơi. Và sau khi xông hơi xong thì mồ hôi nó sẽ toát ra, dầu nó sẽ toát ra. Cũng giống như là khi mà chúng ta hỏa trị liệu chẳng hạn, thì lúc này chúng ta thấy toàn bộ vùng bụng của chúng ta bắt đầu sẽ toát mồ hôi ra, dầu bắt đầu sẽ toát ra. Nhớ nha, dầu chứ không phải mỡ nha. Rất là nhiều người nhìn thấy nó có một cái gì đấy nó nhất nhất ở cái vùng bụng sau khi mà chúng ta làm hỏa trị liệu, và chúng ta thấy nó toát ra bên ngoài, đúng không ạ? Và chúng ta nghĩ đấy là mỡ nó đang thoát ra qua đường lỗ chân lông. Xin thưa là không bao giờ có đâu ạ. Không bao giờ có chuyện là các tế bào mỡ nó có thể thoát qua được cái lỗ chân lông. Tất cả những cái đấy có thể là cái tuyến bã ở bên dưới da của chúng ta, hoặc là nước nó sẽ được nhiệt độ ở bên ngoài nó nóng, nó làm bốc hơi lên. Và lúc đấy thì cái việc mà cái thoát đấy, cái cân nặng chúng ta giảm, nó là hơi nước nó mất đi, lượng dầu nó mất đi. Và khi mà nó mất xong, đúng không ạ? Nếu như mà ngày hôm sau, 2-3 ngày sau chúng ta uống nước, chúng ta bù vào thì nó lại quay trở lại như cũ. Nhưng mà tại cái thời điểm đấy ấy, thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ giảm cân. Nhưng mà đấy không phải là giảm mỡ, mà chúng ta sẽ nhắc lại, nó là giảm dầu và giảm nước. Giảm dầu và giảm nước ở cái vùng bụng của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta sẽ làm cái đấy, thế thì quay lại là có nên làm nó hay không? Vẫn có thể làm, bởi vì rất là nhiều các cơ sở chúng ta vẫn làm. Nhưng mà hãy nhớ là chúng ta phải kết hợp nó với một phương pháp khác, chứ không phải chỉ mỗi cái đấy không, đúng không ạ? Rất là nhiều người chỉ cần đến mỗi cơ sở spa và chúng ta được tư vấn là chỉ cần làm mỗi cái này không thôi. Chúng ta làm, đúng không ạ? Chúng ta nằm lên và sau đó thì chúng ta được massage, đúng không ạ? Chúng ta được massage, xong đó thì chúng ta được hỏa trị liệu, và sau đó thì chúng ta hy vọng là chúng ta giảm cân. Nhưng xin thưa, cái người đang làm mới là cái người giảm cân, bởi vì người đấy hoạt động rất là mạnh. Còn nếu như chúng ta nằm xuống ấy thì nó chỉ là mất nước thôi. Thì nếu như mà khi mà chúng ta được tác động rất là nhiều ở cái vùng bụng như thế này, nhiệt độ, cơ học bằng lực tay chúng ta cộng với việc mà các bạn luyện tập, thì lúc này nó sẽ giúp cho các bạn có thể là giảm cân. Nhưng mà nếu chỉ nằm ở trên đấy thôi và massage vùng bụng xong, xong đó thì dùng hỏa trị liệu xong, thì không thể nào giúp cho các bạn có thể là giảm được cân được đâu. Hay là ngay cả cái phương pháp mà chúng ta bôi một cái kem lên, đúng không ạ? Chúng ta cảm giác như khi mà chúng ta bôi cái kem lên nó rất là nóng ở vùng bụng, đúng không ạ? Và chúng ta nghĩ là cái nhiệt độ nóng đấy nó sẽ làm cho mỡ nó sẽ thoát ra ngoài. Nhưng mà thực tế là không, nó cũng chỉ là hơi nước nó sẽ được thoát ra ngoài thôi, mồ hôi và dầu nó sẽ thoát ra ngoài thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn không biết áp dụng, chúng ta không biết cách làm, thì về việc hỏa trị liệu nó là lửa mà. Chúng ta đang bôi một lớp của một cái khăn lên mà chúng ta nổ cồn lên rồi chúng ta đốt, và nó là lửa và có nguy cơ gây bỏng cho chúng ta. Hay là cái việc mà chúng ta dùng cái cao, chúng ta dùng cái kem để chúng ta massage, đúng không ạ? Thì ở trong đấy nó có rất là nhiều những cái tinh chất, có thể là những cái tinh chất từ dạng ớt hay là một số những cái sản phẩm nào đấy mà khi mà chúng ta bôi vào nó cũng có nguy cơ gây bỏng cho chúng ta. Thế thì đấy chính là một số những cái nguy cơ. Ở đây các bạn dùng cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ phải biết cách để mà chúng ta có thể là dùng, đừng có lạm dụng nó nữa. Cái thứ hai nữa là gì? Là hãy
dùng nó kết hợp với một cái phương pháp của chúng ta nữa, chẳng hạn như là bình thường chúng ta luyện tập thì nó sẽ giảm cho chúng ta được một phần chẳng hạn, nhưng mà chúng ta luyện tập cộng với cái đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là lên 1,2, 1,3 phần, và nó làm cho cái hiệu quả của nó sẽ trở nên nó sẽ tốt hơn, cộng với việc cái chế độ ăn chúng ta nữa. Bác sĩ Ngọc có rất là nhiều những cái video nói về cái chế độ ăn trong việc giảm cân hay là luyện tập trong việc giảm cân, và nếu như các bạn dùng những cái phương pháp như thế này kết hợp với phương pháp đấy thì nó thực sự là rất là tuyệt vời. Còn nếu như các bạn chỉ mong chờ mỗi những cái phương pháp này không thôi để mà giúp cho chúng ta có thể là giảm cân thì xin thưa là rất là khó để có thể là giúp cho các bạn có thể là giảm cân. Ok, và nếu như các bạn có bất kể các câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề giảm cân, giảm mỡ, hay là về da, về trẻ hóa, hay là về mụn trứng cá, các bạn đừng ngại, hãy comment xuống ở dưới này, comment câu hỏi của mình. Sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ làm những cái video tương tự như thế này để trả lời cho các bạn. Và các video này nó sẽ được phát lên vào đúng 9 giờ tối hàng ngày. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc để chúng ta có thể là cập nhật tất cả những video mới nhất. À quên, nó còn một cái nút chuông nữa. Nếu như các bạn mà kích vào cái nút chuông thì mỗi khi mà cái video của bác sĩ Ngọc xuất hiện, nó sẽ gửi ngay lập tức đến cho các bạn. Hy vọng các bạn có thể nhận được một điều gì đấy hay ở video này. Mà nếu hay thì cho một like nhá. Nếu như không hay thì cứ cho hẳn dislike đi, bởi vì bác sĩ Ngọc sẽ dựa vào cái số lượng like và dislike để biết được cái nội dung này nó thực sự nó có chất lượng hay không, để sau này sẽ làm những video nó tốt hơn. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái, cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.